Đây là gần 200 cái thùng Mitsuba mà hôm qua mình có báo với anh em đây. Made in Japan anh em. Cái nhựa này rất là đặc biệt nha, anh em có lấy búa đập thì nó cũng sẽ không có bể nha. Nó sẽ chỉ cong hoặc là có vết trắng thôi, chứ không có cong nhẹ hoặc là có vết trắng thôi chứ không có bể nha. Đó, nhựa này rất chi là hay. Thùng này thì cho những em nào chưa biết thì là nó sẽ có cơ chế là gập gọn như thế này. Đó, ra như thế này. Đây là cái ngàm này. Ngàm này. Đó. Anh em ấn xuống thì nó mới ra được, còn không nếu không ấn thì anh em có đẩy cỡ nào thì nó cũng sẽ không bung được nha, an tâm nha. Và cái ở dưới của nó là cái dạng caro này nên là nó chịu lực rất là tốt. Đây mình sẽ mình hơn 50 kg leo lên mình đứng này, đó thoải mái anh em, không vấn đề gì hết. Thùng này thì chiều cao của nó là 15 cm khi mà gập lên, còn nếu khi mà anh em gấp gọn lại thì chỉ có 5 cm thôi, cực kỳ là gọn luôn đó. Cực kỳ là gọn. Đây, anh em nhìn thấy này, một chồng này là 30 thùng mà nó chỉ gọn như thế này, một chồng như thế này thôi. Kích thước của nó là 55, 38, 15. Còn khi mà gấp gọn là 55, 38 và 5 cm nha. Đó. Giá là 110.000 một thùng, chưa gồm phí ship. Em nào lấy từ 10 thùng trở lên thì sẽ có giá là 100.000 một thùng. Rồi, cảm ơn anh em.